Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình Support Hùng đây. Và hôm nay Hùng mang đến cho mọi người một mẫu giày cầu lông Li Ninh chính hãng, hàng nội địa rất là ngon, Hùng săn sale, tuy nhiên thì chỉ có lẻ size thôi. Sale đến hơn 40% anh em. Hàng nội địa xin giới thiệu mọi người mẫu giày AIZS016-2. Đây là mẫu Hùng đã bán rất chạy trong thời gian 1-2 năm trước và không có hàng để bán. Ở Việt Nam thì hiện tại mẫu này cũng đang cháy hàng rồi. Cái này thì có giá gốc là 599 tệ đây. Nó tương đương với khoảng hơn 2 triệu nhé, khoảng 2050 tiền Việt Nam. Đấy thì bên Hùng đang sale chỉ còn 1.090.000. Ship 40.000 nữa là 1.130.000 nha mọi người. Tặng hai cuốn cán chống trơn đặc trị mối tay trơn tuyệt vời do sẽ có một quyền phân phối. Bây giờ chúng ta sẽ đi về mẫu giày nhé. Đôi này thì Hùng may mắn săn sale được nhưng duy nhất chỉ có size 40 này, 41,5 này, 42 và 43 nha mọi người. Và tổng số săn được thì Hùng chỉ săn được 20 đôi thôi. Anh em nào nhanh tay thì lượng hàng nha, còn không thì chắc là Hoàng Hùng bán cho tầm một lâu thì một tuần là hết. Đây thì và đôi này cũng là đôi Hùng đã đi, đây một trong những đôi giày bền nhất của Hùng. Hùng đi được đâu đó khoảng hơn 1.5 năm nha mọi người. Đấy. Đôi này thì Hùng cũng mới thay thôi, đến lúc nó mòn hết sạch cái phần mặt đế này, nó trắng trơn ra thì Hùng mới phải thay, còn keo kia của nó vẫn ngon nha. Nên phải nói keo rất là tốt. Đấy. Ok, chúng ta đi về phần chính nha, về mặt đế này. Thiết kế các khe rãnh này giúp cho đôi giày bám nền nha. Và nó đôi giày có công nghệ ở non minh kinh, tức là đế không để lại dấu vết ấy, thì giúp bảo vệ mặt sân nha, sân thảm các thứ ấy. Có một số mặt sân thảm thì người ta sẽ không cho đi giày đế đen các thứ vào ấy, thì đôi này đi thoải mái nha. Đôi này thì anh em chơi được mọi mặt sân nha mọi người. Đấy. Tiếp theo là một cụm nhựa, miếng nhựa kết nối phần gót ở phần trên nha. Đây là công nghệ ProBalock. Đấy. Công nghệ ProBalock này giúp ổn định mặt đế và giúp chống xoắn theo các chiều. Khi mà chúng ta tiếp đất thì nó sẽ ổn định, không dẫn đến cái việc mà tiếp đất thiếu ổn định và dẫn đến lật cổ chân mọi người. Nó chống xoắn theo các chiều đấy. Đấy, giữ mặt đế ổn định khi tiếp đất, cũng như là nó sẽ tạo cái một phần độ đàn hồi để tạo thành cái Li Ninh, nó cùng đọc thì không hiểu, tạo thành một chu trình tuần hoàn. Đấy, tạo thành một chu trình tuần hoàn giúp chúng ta kiểu sau khi tiếp đất thì chúng ta có thể mượn lực để bật lại, bật ngược lại. Hiểu nôm na là như thế nha mọi người. Đấy, về phần đôi này thì được làm hơi bè ở phần này nha mọi người. Đây, mọi người chống lật ở chỗ này nhá. Đấy, đôi này thì anh em chân hơi bè cũng vẫn có thể đi được nhá. Đấy, đôi này cũng rất an toàn cho chân đi, cực kỳ an toàn cho chân nhá. Hạn chế chống lật cổ chân tối đa. Về phần phía trên thì đôi giày phần này thì sử dụng da trơn. Đó, có đau đục các cái lỗ ở đây. Đấy. Có hàng chữ Design Beijing Made in China, nghĩa là thiết kế ở Beijing là gì nhỉ? Bắc Kinh, ở dưới Trung Quốc, Bắc Kinh. Đấy, thiết kế tại Bắc Kinh và sản xuất tại Trung Quốc. Đấy. Đôi giày này thì nó được thiết kế rất là đặc biệt với một nửa trắng và một nửa đen và một dải vải ở giữa này. Đấy, Hùng cực kỳ thích thiết kế này, phải nói ngày xưa Hùng chọn đôi này bởi vì nó quá đẹp mắt và rất là thời trang mọi người, nói là thiết kế cực kỳ thời trang. Cái này để đi chơi phối đồ các thứ, các bạn trẻ đi chơi thì cũng rất là đẹp nhá. Một nửa trắng, một nửa đen. Cái này thì da trơn này có thể dễ dàng lau này, miếng da hơi óng óng ở đây. Trông khá là xịn sò chứ nhỉ. Phần gót này thì da kiểu vân carbon nha mọi người. Phần gót này nó sẽ làm kiểu thuôn cao lên, nó giữ gót rất là chắc chắn nhá. Đệm gót cũng rất là dày nha mọi người. Đấy. Phần da trên thì đây, mọi người có thể kiểu lưới lưới và nó kiểu trông như kiểu tổ ong vậy, trông rất là hay. Đấy. Rất mềm mại nha mọi người. Ok. Phần lót của đôi giày này cũng rất là ngon mọi người, đôi giày này dùng loại lót bám theo lòng bàn chân nhá. Ok, lót của nó đây, nó sẽ đỡ đây, cái này nó bụi sợi chỉ thừa. Nó dính rồi. Đấy. Đây thì nó sẽ đỡ hai cái cạnh này này. Nó sẽ đỡ hai lòng bàn chân chúng ta thì khi đi nó sẽ không bị tê chân, với cả cái mặt này nó rất là bám tất mọi người, nó sẽ không bị trơn trượt nhá. Lót khá là dày rộng. Ok, thế thì nhà anh em nhỉ. À đúng rồi, Hùng quên chưa nói về công nghệ giảm chấn, cái quan trọng nhất thì lại chưa nói. Đây, biểu tượng của công nghệ giảm chấn là công nghệ Li Ninh Cloud, một trong những công nghệ hàng đầu của hãng Li Ninh để giảm chấn nhá. Lớp này Cloud rất là dày dặn đúng không mọi người. Đây, nó trải hết theo từ trên xuống dưới của đôi giày nhé. Nguyên Li Ninh Cloud là công nghệ giảm chấn với đặc điểm là có độ đàn hồi rất cao và có khối lượng nhẹ, nên là đây đôi giày này cầm khá là nhẹ nha mọi người, nhẹ hơn mức trung bình nha mọi người. Đấy. Đôi giày nói là Hùng rất thích thiết kế này, bây giờ Hùng nhìn nó Hùng vẫn còn thích cả mọi người, nhưng mà cái đợt này mới săn được sale
Ở Việt Nam cháy hàng thì phải kiếm bên Trung Quốc, nhưng mà bên Trung Quốc đôi này giá cao quá. Cũng đã theo dõi nó rất lâu rồi, thì đợt vừa rồi mới kiếm được có 20 đôi thôi, nhưng mà không có đủ size cho anh em. Đấy, nó size 40, 41,5, 42, 43 thôi. Nếu anh em đang đi đi lên 41 thì đi lên 41,5 thì nó sẽ hơi bị kiểu dài hơn một phân, nó sẽ rộng hơn một chút. À nhầm, không phải một phân mà nửa phân mọi người. Còn anh em mà đi về từ hãng khác, ví dụ Yonex hay là Mizuno hay là Kawasaki mà đi sang như này ấy, thì mọi người đi 41 của những cái hãng đấy thì đi vừa 41,5 của Li-Ning nhé. Tức là 41,5 của Li-Ning nó sẽ tương đương với 41 của Yonex, Kawasaki và Mizuno nha mọi người. Đấy, con này form thì nó cũng không ôm chân lắm, có nghĩa là nó sẽ kiểu nó sẽ không bó ngang lắm đâu, mọi người đi rất là thoải mái, người yên tâm là chân hơi bè vẫn có thể đi được. Đấy, đấy, tất cả những gì đôi giày Hùng nghĩ là Hùng không bỏ sót cái gì đâu. À đúng rồi, còn một điều nữa, với giày Li-Ning chính hãng nếu anh em đã biết rồi thì Hùng không giới thiệu thêm, nhưng mà giới thiệu cho anh em chưa biết, đấy là mã chip code kiểm tra chính hãng của giày Li-Ning thì nó chỉ nằm ở chân bên trái thôi nha mọi người. Tất cả các dòng nha, từ chạy bộ hay là bóng rổ hay là bóng chuyền hay là cầu lông hay là giày đi chơi, nó sẽ chỉ có nằm chân bên trái, và với đôi này thì nó ở ở đây nhé. Đấy, thì mọi người dùng một cái ứng dụng có thể quét mã QR, ví dụ như ứng dụng Zola nhé, Zalo đấy. Đấy thì mọi người quét vào đây cái thì nó sẽ hiện ngay cái mã kiểm tra chính hãng, xong mọi người nhập cái mã kiểu trống, như kiểu mã trống robot ấy, mọi người sẽ phải nhập mà phân biệt in hoa và in thường nhé. Và sau khi mọi người bấm vào check thì nó sẽ ra là giày của chính hãng hay không, nó sẽ ra một dãy số màu với bao nhiêu chữ số đây, với 12 chữ số màu, và tương đương với mỗi số sẽ có một màu sắc nhá, và cũng như là thông tin về đôi giày nó sẽ được hiện ra nhá. Đấy, check code dễ, và Hùng cam kết là chính hãng chất lượng và bảo hành 1 tháng cho anh em nhá. Báo giá chi tiết thì mọi người nhắn tin Hùng ấy nhá, Hùng báo cho mọi người chính xác về chính sách bảo hành cũng như là báo giá. Đấy, con này thì Hùng nghĩ là chắc cũng chưa đến một tuần là sẽ hết, cũng chỉ có 20 đôi thôi mà. Đấy, và đôi này có nói thẳng là cái thời gian mà Hùng bị hết hàng ấy thì có rất nhiều khách hỏi luôn, nhưng mà không có hàng để bán cho khách nữa, giá cao không dám nhập. Bye bye anh em nhé, anh em quan tâm thì inbox cho Hùng nhá, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.